nhất là bao nhiêu? Cái này ít nhất là 30 phút. Ồ, thế 30 phút cái gì? Hoặc là 20 phút tùy mình mà. À, được nè, được chỉnh được nè. Tùy mình, nói chung chị để à, để bao nhiêu là tùy. 20 phút à, cái gì vậy? 20 phút. Bị gì vậy? 20 phút á. Sao nhìn nó bị dính cái mặt. Không sao đâu, mình hiểu là được. Mình hiểu, à, rồi trời nhìn gì 95 phút cái gì em. Không, tại cái led này nó mới, nó sáng, cái này 35 nè. Cái này 40 nè, nha. Trời ơi, nhìn không được. Dễ mà, gì đó. Nó bị dính. Chị thông thường mà chị để. Đúng là thông thường đó là người ta làm á, người ta để khoảng để 30 phút. Đây là 20 phút nha. Trời. Tắt cái đèn này mất. Tối rồi. Phải đâu, nhìn nó ánh ở trong đây nó ánh đây nè. À, sáng á, sáng rực á. Thành cái gì số ngược gì đó, số 8. À, số 2. Đây là 20 đúng không? Bây giờ cái này là thông thường mình để 45 độ. Độ nóng á. Độ nóng của cái này á. Mình để 45 độ. Để 50 vẫn được.